Nếu không có lời giới thiệu của một vị đại diện doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ rằng người công nhân này là một thành viên của đội tuyên truyền. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt bởi Hương tham gia với tư cách một tuyên truyền viên về phòng chống HIV/AIDS trong doanh nghiệp. Trong mắt bạn bè, Hương đã thực sự vượt qua mặc cảm của bản thân, trở về với cộng đồng như chưa từng có quá khứ không may mắn. Và cô cũng không phải là cá nhân duy nhất có hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Hoạt động tư vấn HIV và hỗ trợ những người có HIV đang được triển khai phổ biến trong nhiều doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông tin về bệnh dịch thế kỷ cũng như cách phòng tránh đã được truyền tải đến những người công nhân, giúp họ tự bảo vệ gia đình và bản thân. Đại Việt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên có những người sau cai nghiện trong thành phố. Những công nhân như Hương không phải là hiếm trong mô hình doanh nghiệp này. Bản thân ban lãnh đạo công ty đã phải cố gắng rất nhiều để biến ý tưởng này thành hiện thực. Ngay từ đầu chúng tôi nhận những bạn mà coi như sau cai về làm thì đương nhiên cái giai đoạn đầu tiên cũng có hơi một chút xíu áp lực. Áp lực là vì mình chưa có tư vấn với lại cán bộ công nhân viên của mình tới nơi tới chốn. Tại vì trước đây theo như họ suy nghĩ là những người mà sau cai là những người không tốt. Thì cũng có nhờ ở bên Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh họ gửi một nhân viên tư vấn qua thì chúng tôi cũng dành hết một giờ để cho tư vấn cho tất cả cán bộ công nhân viên, người ta thông hiểu về cái vấn đề người sau cai cũng chỉ là những người bình thường thôi. Thì từ đó là cũng không có cái áp lực gì nhiều về vấn đề này. Đó chỉ là một trong số rất nhiều doanh nghiệp làm tốt trách nhiệm xã hội của mình trong năm qua. Với nỗ lực hết mình của dự án, 118 doanh nghiệp đã cam kết tham gia, trong đó 66% đã triển khai dự phòng HIV nơi làm việc, 86.000 công nhân đã được tập huấn và 950.000 đô la Mỹ đã được chi trả cho các hoạt động này. Ý thức rất rõ vai trò to lớn của mình trong công tác quan trọng ấy, nhiều doanh nghiệp đã cam kết dành nguồn lực tài chính cho các hoạt động thực thi trách nhiệm xã hội liên quan với HIV/AIDS và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá về doanh nghiệp trong hoạt động với xã hội cộng đồng. Các hoạt động này bao gồm thực thi các chính sách dự phòng HIV/AIDS nơi làm việc, thành lập ban phòng chống HIV/AIDS, tổ chức hoạt động truyền thông, giáo dục cho cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn thực thi các chính sách không phân biệt đối xử với những người sống chung với HIV/AIDS và dành ngân sách cho các hoạt động chăm sóc cũng như hỗ trợ người có HIV/AIDS tại cộng đồng. Cho đến nay, khá nhiều doanh nghiệp đã tham gia vào các cái hoạt động của dự án, trong đó có những doanh nghiệp đã nhận người nhiễm HIV, những người dễ bị tổn thương và làm việc. Và theo tôi được biết thì họ đã có thể giải quyết được và làm cho đến trên 500 người trong cái diện đối tượng ưu tiên của chúng ta như trên. Như vậy đây là một cái việc làm vừa tốt, vừa tạo được cái tiền lệ và có thể nói họ đã giúp chúng ta triển khai được cái chủ trương chính sách của nhà nước trên thực tế. Được sống trong môi trường không kỳ thị, với việc làm ổn định là khát khao của bao người từng có một quá khứ không may mắn. Để có được điều này, cộng đồng doanh nghiệp đã và đang cống hiến hết mình cho các sáng kiến hỗ trợ những người có HIV/AIDS và người sau cai, giúp họ cải thiện điều kiện kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Đó cũng chính là thành tựu ý nghĩa nhất, xây dựng nên hình ảnh về một doanh nghiệp hoạt động vì sự phát triển bền vững của xã hội trong thời đại hôm nay.